Mới nghe nhạc Tết thôi mà đã thấy nôn nao rồi đúng không mọi người? Chỉ còn một tháng nữa thì chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán 2023. Mọi người đã có kế hoạch gì cho mình chưa? Muốn đi đâu thì cũng phải có một phương tiện để di chuyển. Vì vậy mà ngày hôm nay, Việt Hàng Yuska sẽ giới thiệu đến mọi người hai chiến binh cực kỳ khỏe mạnh để chúng ta có thể vi vu trong những ngày Tết nha. Còn bây giờ thì hãy theo chân Như Ý để khám phá hai mẫu xe này nha. Và bên cạnh mình đây là hai chiến binh cực kỳ khỏe mạnh đang được yêu thích tại Việt Hàng Used Car. Chiếc Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT 2021 và Hyundai Santa Fe bản máy dầu cao cấp 2021. Nhìn tổng thể thì hai mẫu xe này có thân hình rất là đồ sộ với số đo ba vòng khá là chuẩn nha các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy là kích thước của Mitsubishi Pajero Sport có phần nhỉnh hơn một tí, phần gầm cao hơn và tầm nhìn thoáng hơn để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển trong những đoạn đường gồ ghề. Còn về Hyundai Santa Fe thì lại có phần không gian bên trong rộng rãi hơn nha. Tuy nhiên, Pajero thì cần gắn bệ bước để người già trẻ nhỏ lên xuống dễ hơn, còn Santa Fe thì không cần thiết, do sàn xe cao nên không gian bên trong hơi chật chội và ngồi hai hàng ghế sau không thoải mái như là Santa Fe. Về trang bị thì Mitsubishi Pajero Sport 2021 sử dụng cho mình cụm đèn pha full LED projector cùng với cụm đèn định vị ban ngày đặt hai bên mang đến nhiều tầm nhìn hơn cho lái xe. Hyundai Santa Fe cũng có dải đèn LED định vị ban ngày, thiết kế rất lạ mắt, cung cấp luồng sáng thông minh, tránh gây chói mắt xe cho người đối diện. Cả hai mẫu xe đều gây ấn tượng mạnh với người dùng bởi những đường gân dập nổi khỏe khoắn. Hyundai Santa Fe sở hữu bộ mâm 5 chấu kép cùng với hoa văn độc đáo, giúp cho xe có phần tổng thể hài hòa hơn. Mitsubishi Pajero Sport sở hữu bộ mâm 6 chấu kép mạ rơm rất là chắc chắn với phần lớp dày đặn, giúp cho xe thêm phần mạnh mẽ và khỏe khoắn. Về phần đuôi xe thì mỗi bên một vẻ 10 phân vẹn 10. Thiết kế đuôi xe của Mitsubishi là chi tiết đặc trưng dễ nhận diện nhất trên tất cả các dòng xe do hãng này sản xuất. Chi tiết đèn hậu được thiết kế theo kiểu đứng trải dài từ trên xuống dưới, rất là độc đáo. Còn phía trên đuôi xe thì có cánh lướt gió, giúp xe thăng bằng hơn khi di chuyển với tốc độ cao. Phần đuôi xe của Hyundai Santa Fe 2021 cũng có thiết kế góc cạnh với hai cụm đèn hậu đẹp mắt. Dải đèn LED nối liền hai cụm đèn hậu tạo hiệu ứng bắt mắt, đặc biệt là vào ban đêm. Cả hai xe đều có cốp chỉnh điện, tuy nhiên, Pajero Sport lại ghi điểm hơn vì có phần đá cốp thông minh. Nói về trang bị tiện nghi thì cả hai hãng xe đều làm hài lòng khách hàng vì trang bị gạt mưa tự động, sấy kính sau, gương chiếu hậu gập điện, cam 360, điều hòa tự động 2 vùng, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn là người yêu thích công nghệ và mong muốn chiếc xe của mình có danh sách tính năng bao la thì Hyundai Santa Fe dầu cao cấp có phần nhỉnh hơn một tí với đầy đủ các tiện nghi như màn hình LCD, kết nối Bluetooth, thiết bị định vị, điều hòa tự động, cửa sổ trời, sạc không dây, v.v. Về tính năng an toàn thì cả hai xe đều có những tính năng hữu ích cho người dùng như là chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nói về động cơ thì cả hai xe đều trang bị hộp số tự động 8 cấp. Hyundai Santa Fe 2021 máy dầu động cơ dầu Smartstream D2.2. Cả các phiên bản đều trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ Eco, Comfort, Sport, Smart. Trong đó, chế độ Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu, chế độ Comfort mang đến sự êm ái khi vận hành. Sport tăng phấn khích khi trải nghiệm trên cao tốc và Smart là tinh chỉnh phù hợp với thói quen của người lái. Mitsubishi Pajero Sport sử dụng động cơ 2.4L diesel, phun nhiên liệu điện tử cho công suất tối đa 184 mã lực tại 3.500 vòng trên phút. So về ngoại hình thì hai dòng xe đều lịch lãm, khỏe khoắn. Nhưng nếu cần đo đong đếm về phần trang bị tiện nghi cũng như tính năng an toàn thì người anh em đến từ xứ Hàn lại được cân nhắc hơn. Chính vì lẽ đó mà giá bán của Santa Fe cao cấp cũng nhỉnh hơn một chút xíu, trong khi Mitsubishi Pajero Sport có giá bán là 1 tỷ 268 triệu thì Hyundai Santa Fe dầu cao cấp
có giá là 1 tỷ 418 triệu. Hai mẫu xe này đang được bán tại Việt Hàn Yuka, hỗ trợ ngân hàng có room giải ngân. Đặc biệt là không bắt buộc mua bảo hiểm nhân thọ. Duyệt hồ sơ vay trên phần mềm ngay tại showroom, chỉ mất 5 đến 10 phút là có kết quả vay. Thật là khó khăn khi mà chúng ta phải đưa ra một quyết định nào đó, đúng không? Nếu như bạn đang tìm một mẫu SUV có không gian rộng rãi, phục vụ gia đình, công việc và thích một động cơ mạnh mẽ có thể chạy ổn trên mọi địa hình, kể cả địa hình gồ ghề, thì Pajero Sport 2021 vẫn là cái tên sáng giá trong phân khúc xe gầm cao. Tuy nhiên, nếu bạn là tuýp người thích khám phá và thích một vẻ đẹp thời trang sang chảnh hơn thì nên chọn Santa Fe nhé, bởi mẫu xe này có nhiều trang bị tiện nghi, giải trí và an toàn, chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu bạn vẫn còn phân vân thì hãy liên hệ ngay Việt Hàn Yuka để được tư vấn, gọi hotline 0908003392 để được tư vấn hoặc để lại số điện thoại bên dưới comment của clip này. Việt Hàn sẽ gọi lại bạn tư vấn miễn phí ngay nhé. Việt Hàn Yuka, trao đổi mua bán xe đã qua sử dụng, cam kết chất lượng 100%.